Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Nam Anh Studio. Mình là Quang Lùn và trên tay mình đang là một mẫu Oppo A9 2020. Hãy cùng mình đánh giá nhanh mẫu máy này nhé. Bắt đầu video thôi. Trước khi đi vào bài trải nghiệm đánh giá nhanh thì nếu như các bạn có nhu cầu muốn mua cho mình một mẫu Oppo A9 2020 thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào Hòa Mobile, đường link mình sẽ để ở phần mô tả. Trước khi đi vào nhân vật chính là Oppo A9 2020, hãy cùng xem trong hộp của mẫu máy này có những cái gì nhá. Mở hộp ra thì chúng ta vẫn sẽ có một cái hộp, trong đó có sách hướng dẫn sử dụng này, một chiếc ốp silicone trong không màu. Uầy, cái này có cái đường vân nho nhỏ ở đây ý. Nhìn cảm giác là sẽ tôn máy lên rất là nhiều. Máy cũng khá là nổi bật khi mà đeo chiếc ốp này, chứ không giống như một số các hãng khác khi mà ốp làm cho máy nó trở nên bị xấu đi. Tiếp theo đó vẫn có que chọc sim, vẫn có một củ sạc. Củ sạc này ghi là 5V 2A, có nghĩa là mẫu máy này không được trang bị theo đó là cục sạc nhanh. Chúng ta vẫn có một cáp USB Type-C này. Và Oppo trang bị cho chúng ta một tai nghe. Tai nghe này giống hệt với tai nghe của iPhone ấy mọi người ạ. Giống hệt luôn. Rồi, bỏ qua chiếc hộp sang một bên, chúng ta sẽ đi vào nhân vật chính thôi. Rồi, vì sao khi mà intro mình bảo đây là một máy đến từ Oppo mà mình lại không nhớ được đây là sản phẩm gì? Vì nó có chung một lối thiết kế với tất cả các người đàn anh và tất cả các sản phẩm liên quan của mình. Các bạn có thể nhìn thấy vào mặt lưng nhá, vẫn có thiết kế Guardian khá là nổi bật, nhìn khá là giống với Oppo Reno này, Oppo K3 này. Thế nên là mình không thể nào phân biệt được đây là mẫu máy gì, trừ việc là mình có thể biết được đây là một mẫu Oppo thuộc thế hệ A series. Nếu mà nhìn kỹ hơn thì điểm khác biệt của mẫu máy này đối với các mẫu máy khác của Oppo đó chính là việc Oppo A9 2019 có một cái cảm biến vân tay ở phía mặt lưng. Còn các mẫu máy khác của Oppo thì đều sử dụng là vân tay trong màn hình. Đó là về phần mặt sau. Nói chung phần mặt sau của Oppo K3 mình cảm thấy khá là đẹp, với cả thêm một cái nữa đó là cụm 4 camera, nhưng mà camera thứ tư được giấu ở dưới đèn flash, nhìn khá là xịn sò. Về phần mặt trước thì mình không biết là như thế nào, nhưng mình cảm thấy Oppo A9 2019 khá là cấn tay, do mẫu máy này hiện tại mình đang cầm là mẫu máy thử nghiệm có một cái lớp kính bảo vệ rất là dày, khiến cho cái cảm giác vuốt từ hai cạnh vào cực kỳ cấn và cực kỳ sắc. Còn với phần trải nghiệm màn hình thì mình cảm thấy rất là tốt. Màn hình của Oppo A9 rất lớn, lên đến 6,5 inch, sử dụng là tấm nền IPS. Sở hữu một màn hình lớn là như vậy. Tuy nhiên màn hình của chiếc Oppo A9 2020 chỉ dừng lại ở độ phân giải HD Plus mà thôi. Cái điều này mình cảm thấy nó là một cái điểm trừ khi tất cả các sản phẩm khác cùng tầm giá của các đối thủ đều đang sử dụng là màn hình Full HD. Một cái điều mà mình cảm thấy đặc biệt trên mẫu máy Oppo A9 2020 đó chính là mẫu máy này được trang bị loa stereo, mà loa stereo này còn được trang bị thêm công nghệ hình như là Dolby Atmos hay sao ấy. Chất lượng âm thanh phát ra từ mẫu máy này mình cảm thấy cũng rất là ngon, ngon hơn hẳn so với các mẫu máy khác trong cùng tầm giá. Với màn hình này thì mình đang chấm qua với độ sáng lên đến khoảng tầm gần 400 nit, chính xác là 372 nit. Với ánh sáng chỉ dưới 400 nit thì mình cảm thấy nó khá là yếu so với các mẫu máy trong cùng phân khúc. Mặc dù là có thể sử dụng ở ngoài trời cũng khá là ổn, chỉ là ở mức ổn mà thôi chứ không thể nào dùng trong cái thời nắng gắt được. Không chỉ vậy thì Delta E của mẫu máy này cũng khá là cao, lên đến 8.5 cơ. Thế nên là màu sắc nó sẽ sai lệch đi khá nhiều, và màu mình cảm thấy khá là rực rỡ khi mà xem YouTube hay là xem Netflix chẳng hạn. Đó là những cái gì mà trải nghiệm qua về phần màn hình. Về phần camera của mẫu máy này thì mình thật sự cũng vẫn là ấn tượng với camera trên Oppo, đặc biệt là camera selfie. Khi mà mình đã nhờ em gái editor bên mình chụp một vài bức ảnh selfie, em ấy có kể là mặc dù đã cài đặt chế độ làm đẹp ở mức rất thấp nhưng mà da mặt của em đấy vẫn được cà đi rất nhiều. Và nhìn, các bạn có thể nhìn thấy trên ảnh ấy, nó khá là ảo, nhưng mà ảo đối với mặt thôi. Có nghĩa là da mặt được cà mịn đi, nhưng mà chất lượng về màu sắc cũng như là về độ chi tiết ấy, thì nó vẫn được đẩy lên rất là cao. Nói chung là Oppo từ xưa đến nay mình đánh giá rất cao về vấn đề selfie, vì chụp ảo nhưng mà không ảo. Về camera sau của mẫu máy này thì sở hữu cụm 4 camera.
bao gồm một camera chính 48 megapixel này, một camera góc rộng 8 megapixel, một camera black and white 2 megapixel và một camera đo chiều sâu 2 megapixel nữa. Với chất lượng 4 camera như thế này thì chắc chắn việc chụp ảnh sẽ trở nên rất là tốt, đặc biệt với camera chính. Mình đã chụp một vài cái bức ảnh trong điều kiện ánh sáng bình thường với camera chính rồi. Chất lượng lên rất tốt, màu sắc lên cũng khá là chân thực. Với camera góc rộng thì mình cảm thấy với một cái mình chụp với một cái đường đi ra ngõ nên tạo được cái hiệu ứng chiều sâu rất là đẹp. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, nó hun hút vào cơ mặt. Với xóa phông thì mình lại cảm thấy Oppo A9 2019 mình cảm thấy nó chưa được tốt cho lắm. Vì xóa phông vẫn còn đôi chút lẹ và cảm giác phần đằng sau bị xóa mờ, cảm giác nó hơi giả tạo một chút. Không hiểu là như thế nào nhưng mà vì mình không thể nào điều chỉnh được chế độ xóa phông trên mẫu máy này, vì việc xóa phông trên này hoàn toàn bằng tự động, không thể nào điều chỉnh được khẩu độ giống như các mẫu máy đến từ mẫu Redmi. Thế nên là chụp nó bị cảm giác hơi ảo hóa quá. Về phần hiệu năng thì Oppo A9 2020 sở hữu một con chip mình cảm thấy khá là ổn. Con chip Snapdragon 665 cộng với 8GB RAM. Đó, 8GB RAM lận. Thế nên là mình cảm thấy cũng khá là ok. Mình đã chấm qua điểm AnTuTu và 3D Max. Các bạn có thể hoàn toàn nhìn thấy ở đây, điểm số lên rất là tốt vì Oppo mà. Mình cũng đã chơi một cái tựa game khá là cơ bản, đó là Liên Quân Mobile. Thì mình cảm thấy con chip Snapdragon 665 vẫn không được tối ưu quá tốt cho cái tựa game là Liên Quân Mobile. Vì chất lượng hình ảnh mình không thể nào đẩy được lên mức là HD mà chỉ dừng ở mức cao được mà thôi. Nhưng mà FPS thì vẫn luôn luôn ổn định ở 59 và 60 FPS. Đó là một cái điều mà mình cảm thấy cũng tạm chấp nhận được. Về dung lượng RAM lên đến 8GB thì mình chưa có thời gian trải nghiệm nhiều. Nhưng mà với 8GB thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng mẫu máy này thoải mái, dùng bật hàng loạt các app cơ bản hàng ngày lên này, xong bật thêm 2-3 cái tựa game nặng nữa như Liên Quân Mobile, PUBG Mobile ấy, thì chắc máy vẫn sử dụng ok mà thôi. Dung lượng pin của mẫu máy Oppo A9 2019 cũng rất lớn, sử dụng viên pin lên đến 5000 mAh thì thật sự mình cảm thấy thoải mái dùng cho một ngày, thậm chí một ngày rưỡi luôn. Nếu như các bạn xem phim này, chơi game này thì hoàn toàn có thể sử dụng mẫu máy này để chơi game, xem phim, thậm chí chụp ảnh các thứ, rất là ok. Vừa rồi là một bài trên tay nhanh và đánh giá nhanh mẫu máy Oppo A9 2020 với mức giá của nó khoảng tầm 5,5-6 triệu bán tại Hoàng Hà Mobile. Thì mình cảm thấy mẫu máy này thật sự khá là ngon. Vì sao? Vì có một thiết kế đẹp, vì có một màn hình lớn, có một camera ngon và hiệu năng cũng như pin dùng rất ổn. Đó là những cái gì mà mình vừa trải nghiệm nhanh qua mẫu Oppo A9 2020. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cho mình mẫu máy này thì hoàn toàn có thể truy cập vào Hoàng Hà Mobile, đường link mình sẽ để ở phần mô tả. Hiện tại thì Hoàng Hà Mobile bán mẫu máy này giá cũng rất là ưu đãi và cũng có một số quà tặng, các bạn hãy bấm vào đường link phần mô tả nhé. Còn video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn lại các bạn trong các số video sau. Bye bye.